Xin giới thiệu với quý vị bài Phía bên kia ánh trăng nhân văn của Kitô giáo, tác giả Trần Trọng Sĩ. Nhìn sơ vào bản đồ văn hóa của lục địa Mỹ Châu, phải thừa nhận rằng cây thánh giá là biểu tượng nhân văn tôn quý nhất, luôn được cài cắm ở nơi vinh quang, chói lọi đầy hoa thơm cỏ lạ nhất, tại những đỉnh núi cao và hùng vĩ nhất từ Bắc chí Nam. Kitô giáo, dù không được minh nhiên là quốc giáo, có thể nói ở đây nó là tôn giáo duy nhất không đối thủ cạnh tranh. Khi còn trẻ, tôi nhìn Kitô giáo như ánh trăng mát dịu, tuy xa nhưng vẫn có cái gì thân thiện. Dù chưa bao giờ tôi thích một ông linh mục kiêu căng trong chiếc áo chùng đen, nhất là những ông người Bắc luôn ra lệnh chỉ chỏ mà không hề thèm nhìn mặt ai. Mỗi khi tôi có dịp vào sân nhà thờ chơi khi còn bé, được nhào nặn trong không gian nhạc Phạm Duy, giọt mưa trên lá, tiếng nói tinh khôi, lúc Chúa vào đời, xin đóng đanh vì người. Rồi nhạc Trịnh Công Sơn với Phúc âm buồn, người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài, nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vai. Khó ai thoát khỏi có cái nhìn khâm phục vào các hình ảnh đẹp của Kitô giáo. Đến khi lên đại học, lần đầu tiên nghe hai chữ Phúc âm là Thánh Kinh Evangel trong chương trình triết học Tây Phương, có cái gì đó lôi kéo và thu hút hơn nữa, nhất là khi đọc những câu kinh Matthew. Từ khi sinh sống ở Âu Mỹ, tôi bắt đầu cảm thấy ánh trăng Kitô giáo có mặt khuất, chưa bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng. Và một trong những vùng tối nhất của Kitô giáo là cuộc chinh phục Mỹ Châu. Phần đầu tiên, vùng tối của Công giáo. Sau nhiều năm khắc khoải suy tư tìm hiểu, tôi đành phải nói rằng có một sự thật mà ai cũng biết nhưng không ai muốn nói hoặc không dám nói ra, đó là vào thế kỷ thứ 16, cây thánh giá đã theo chân một tên cướp biển tên là Columbus đến Mỹ Châu, cướp bóc, tàn sát và tru diệt toàn bộ thổ dân cùng các nền văn minh bản địa, khởi đầu cho một công cuộc xâm lăng thực dân kéo dài hàng thế kỷ, biến vùng đất này thành một trại chăn nuôi nô lệ khổng lồ nhằm phục vụ cho sự giàu mạnh của các đế quốc Kitô da trắng Âu Châu. Khi người Cộng sản đến miền Nam, họ cho chiếu những phim ảnh do Liên Xô sản xuất nói về tính cách tàn bạo của người Mỹ đối với dân da đỏ. Lúc ấy, tôi là một thanh niên chống cộng cực đoan, cảm thấy những gì phim ảnh Nga nói về lịch sử Hoa Kỳ không hơn không kém những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. Đó chưa kể là một thời thơ ấu, chúng tôi được nhồi nặn trong văn hóa cao bồi và tạc răng. Cao bồi là anh hùng da trắng đẹp trai, giỏi, cưỡi ngựa bắn súng, chuyên đi đánh bọn cướp da đỏ ác ôn, còn tạc răng là đại anh hùng đẹp trai da trắng, chúa tể rừng xanh, chỉ huy được cả khỉ lẫn voi, chống lại lũ da đen ăn thịt người, hay bọn da trắng kém lương tâm. Nói chung, đối với giáo dục Việt Nam vào thời ấy của chúng tôi, da trắng là thiên thần đại diện cho lẽ thiện, còn da đen hay da đỏ đại diện cho rừng rú, mọi rợ và tàn ác ăn thịt người. Người tìm ra châu Mỹ là Columbus, được dạy khắp Việt Nam như là một vị anh hùng, một nhà hàng hải đại tài, con người của văn hóa, danh nhân của Hoa Kỳ. Tên tuổi của ông gắn liền với thủ đô một nước hùng mạnh văn minh nhất hoàn vũ, nơi mà ai ai cũng mong ước được làm công dân. Lần đầu tiên hình ảnh Columbus bị sức mẻ đôi chút trong tôi, đó là lúc tình cờ vớ được một cuốn sách mượn từ thư viện Bessie St. George. Thuở ấy tôi hay dắt con đến thư viện để tập cho nó làm quen với không khí văn hóa. Cuốn Những giờ phút rực sáng của nhân loại cũng có thể dịch là Những giờ phút đầy sao sáng của lịch sử nhân loại của đại văn hào Stephen Zweig đã ca tụng Columbus bằng giọng văn lôi cuốn đầy thán phục. Nhưng cũng do đây mà tôi biết Columbus xuất thân từ cướp biển. Gọi Columbus là cướp biển đối với văn minh da trắng Kitô giáo đã là một thái độ hỗn xược, chưa nói là dám lật đổ tượng đài của ông. Theo Stephen Zweig thì nhờ bản chất cướp biển mà Columbus hội đủ mọi tố chất can trường, gan lì, cương quyết và bạo dạn để tìm ra tân thế giới, mà đối với sự hiểu biết kỹ thuật hàng hải vào thế kỷ thứ 15-16 mới chỉ là những bước chân chập chững, rất cần những con người khai phá có những tố chất như Columbus. Sự kính trọng của tôi dành cho Columbus sau khi đọc Stephen Zweig ít nhiều vẫn giữ nguyên vẹn.
vì Stephen hoàn toàn không đá động gì đến việc Khao Lưng Bố đổ bộ lên Mỹ Châu như thế nào. Nhưng hình ảnh cướp biển của vị anh hùng này trong tôi đã có một mảng gạch nhỏ bé bị bong sức ra từ một tượng đài rất lớn. Dù tượng đài vẫn hoành tráng ngự trị, bỏ cuốn sách của Stephen xuống. Tôi tự nhủ, một tên cướp tình cờ đi lạc mà tìm ra châu Mỹ. Đúng là giờ phút rực sáng cho nhân loại và cho tên cướp biển, dù sao cũng rất đáng kính phục. Rực sáng, étoilé. Vì nhờ đó mà có nước Mỹ, có một quốc gia mới, có một tập hợp dân tộc mới, đã và đang lãnh đạo nhân loại đi lên sau Thế chiến thứ hai. Rực sáng, vì dù là ăn cướp nhưng biết hoàn lương, lại còn giúp cho nhân loại tìm ra một thế giới mới, muôn lần đáng kính phục hơn những tên giả đạo đức. Ít lâu sau, tình cờ một hôm, ngồi rỗi bật dò các kênh truyền hình, trúng một đoạn phim của kênh National Geographic nói về lịch sử chiếm đóng Mỹ Châu, quay cảnh một thừa sai Kitô giáo đầu hói đi vào thôn làng người bản địa truyền giáo. Ông giơ cây thánh giá rất to lên cao như ngọn hải đăng, quét tà khí, dọn sương mù trước từng bước chân đi. Rồi sau đó, một đoàn quân Tây Ban Nha theo sau với gươm và súng đổ bộ lên các hải đảo, tàn sát trưởng làng, cầm tù các thanh niên, rồi hãm hiếp phụ nữ và trẻ em. Tôi bỗng bàng hoàng, chỉ cần dừng lại và suy gẫm. Tại sao một lục địa thênh thang như Mỹ Châu lại hoàn toàn vắng bóng các tôn giáo? Tại sao ở đây chỉ có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và một nước duy nhất nói tiếng Bồ? Tại sao người da màu ở đây chỉ sống trong nghèo đói lạc hậu mãi đến thế kỷ 21, thậm chí có năm còn bị nạn đói? Nghĩ như vậy xong thì tôi tự trả lời được cho mình, và cảnh phim và kênh National Geographic chiếu ra tuy chỉ có một đoạn ngắn, nhưng đủ để đánh thức tôi khỏi giấc ngủ quên với chiếc tượng vàng mang tên Khao Lưng Bố trong giấc mộng về châu Mỹ. Thế là từ đó tôi bắt đầu nghi ngờ về giá trị của văn minh Kitô của người Mỹ, luôn được đánh bóng ca ngợi, những giá trị mà trước đó khi nhìn thấy và so sánh với nạn nhân người Việt bị cướp giết và hãm hiếp trên Biển Đông, tôi đã từng cay đắng cho rằng trong khi người đeo thánh giá đưa thuyền ra cứu giúp thuyền nhân Việt Nam, thì người thờ Phật ở Thái Lan lại đưa thuyền ra cướp hiếp người tị nạn. Vương quyền Thái Lan, theo Phật, lại im lặng để cho hải tặc Thái lộng hành. Ai có ác cảm với Hồi giáo, chứ sự thật là người Hồi giáo Mã Lai và Indonesia đã đưa tay cứu giúp thuyền nhân Việt Nam rất nhiều. Trong những năm sau 1975, tôi là một cựu thuyền nhân ở đảo Earaya năm 1979. Sau này, một vị sư ở Thái giải thích cho tôi rằng hải tặc Thái toàn là người Hồi giáo, miền Nam Thái sống nhiều nhất ở khu ven biên giới Thái Mã. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể kính trọng một đất nước Phật giáo lại tỏ ra thờ ơ với làn sóng người tị nạn. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin ngưng ở đây một chút để được đưa cái lá thư của anh Trần Quang Diệu gửi đến tòa soạn sách hiếm ngày 24 tháng 8 nhận xét về cái đoạn văn trên. Tác giả Trần Quang Diệu viết như sau. Tôi xin được chia sẻ chút đỉnh về đoạn nêu trên của tác giả Trần Trọng Sĩ như sau. Nếu trách Vương quốc Phật giáo Thái Lan trước đây cho B-52 của Hoa Kỳ lập căn cứ để xuất kích điện bom khốc liệt hướng lục địa Việt Nam, thì tội ác tuy là gián tiếp nhưng nó sẽ lớn hơn việc họ không bài trừ tuyệt độc tức thì được bọn cướp biển đối với những người vượt biên sau năm 1975 từ Việt Nam. Thế nhưng với Phật giáo tại Thái Lan thì hồi chiến tranh Việt Nam với một số các phong trào biểu tình của Phật giáo khi chưa hiểu thấu đáo, người ta, tức là một số các nhà sư Thái Lan còn nghi ngờ Phật giáo Việt Nam làm chính trị, thì huống nữa là người ta lại làm được chuyện lên tiếng phản đối hay không về việc chính phủ Mỹ lập căn cứ sân bay cho B-52 đậu tại đó. Kính thưa quý vị, tôi là một trong những người đã tị nạn tại trại Banthat. Theo ngôn ngữ Thái Lan, Banthat có nghĩa là cây thước, vì phía sau lưng những lán trại là một dãy núi phẳng giống như một cây thước, cho nên họ đã đặt tên cho trại tị nạn ở đấy là trại Banthat. Thái Lan từ năm 1988 đến năm 1990 mới được đi định cư ở nước thứ ba. Tàu của tôi đi là được dàn khoang dầu trên vùng vịnh Thái Lan vớt, sau đó họ đưa vô đất liền và nhập trại tị nạn. May mắn hơn một số chuyến của đồng hương là không ai bị cướp cạn hay cướp biển.
Trong những năm ở trại, tôi biết được là chính phủ Thái Lan họ có một bộ phận, tôi không biết họ đặt tên là ủy ban hay bộ phận gì, chuyên trách điều tra tập nã bọn cướp biển một cách cực lực tận tình, chứ không phải như câu nói của tác giả Trần Trọng Sĩ là người thờ Phật ở Thái Lan lại đưa thuyền ra để cướp hiếp người tị nạn, vương quyền Thái Lan theo Phật lại im lặng để cho hải tặc Thái lộng hành. Rất nhiều người ở Mỹ hiện nay như mấy ông Nguyễn Hữu Giao đi Pháp và đã qua đời, Phan Văn Đàm, Nguyễn Văn Tăng nghe đâu cũng đã qua đời, Lê Thiện Ngọ ở Tacoma, Phạm Đình Cung ở Cali. Tôi tin là các vị ấy còn nhớ những lúc các viên chức chính phủ Thái họ vào trại chở những nạn nhân còn sống sót sau trong những vụ bị cướp biển hãm hiếp, được nhập trại làm nhân chứng đi nhận dạng những tên cướp biển ấy sau khi chúng bị bắt, chứ không phải chính phủ Thái hoàn toàn để cho chúng lộng hành. Nếu không thì khó còn có đến hàng chục nghìn người Việt Nam tạm dung trên đất Thái Lan trước khi lên đường định cư sang đệ tam quốc gia. Thêm vào đấy, tôi nghĩ là ngăn chặn bài trừ cho hoàn toàn hết hẳn bọn cướp biển thì đấy là điều sẽ rất khó đối với tất cả mọi quốc gia chứ không riêng gì Thái Lan. Cho nên phạm pháp là điều mang tính cá nhân, chứ không có Phật giáo Thái nào mà thờ ơ trong việc giáo dục tín đồ đừng làm những việc ác, chư ác mặt tác. Còn thờ ơ đối với làn sóng người tị nạn Việt Nam hay không thì hầu hết các quốc gia vùng Đông Nam Á đương thời, hễ thuyền nhân nào đến thì nếu không bị xua đuổi họ sẽ cho tạm dung, chứ chả có quốc gia nào phải không thờ ơ về những người Việt Nam vượt biển sau khi Sài Gòn đã không xảy ra chuyện tắm máu. Một trong những điều an ủi nho nhỏ cho đồng hương Việt Nam trong những năm tháng tạm dung trên đất Thái là gần như năm nào đến mùa lễ Vê Sắc Trung Thu, do ni sư Từ Ngọc đề nghị gợi ý, các vị sư Thái thường bay từ Bangkok mang quà vào trại cứu trợ an ủi người tị nạn Việt Nam, nhất là các em thiếu nhi, có nghĩa là người Phật giáo Thái Lan họ thể hiện được tình thương đồng loại nằm trong cảnh khổ. Còn bài trừ cướp biển là trách nhiệm của chính phủ Thái Lan, họ đã ra tay sau khi nhận được báo cáo. Thưa quý vị, câu này của tác giả Trần Trọng Sĩ mở ngoặc, sau này một vị sư ở Thái giải thích cho tôi rằng hải tặc Thái Lan là người Hồi giáo miền Nam Thái sống nhiều nhất ở khu ven biên giới Thái Mã, đóng ngoặc. Một câu như thế nếu trên nguyên tắc luật pháp không đủ yếu tố để kết luận rằng nó có thực như vậy hay không, không thể tin hay không tin giữa vị sư ở Thái và tác giả Trần Trọng Sĩ, nghĩa là nó có thể như vậy hoặc không phải. Điều mà chúng ta chỉ có thể kết luận là cho dẫu những kẻ cướp biển là Hồi giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo ở Thái vẫn có, ít nhiều là một chuyện, hoặc chúng chẳng có đạo giáo gì cả, nhưng một khi là công dân Thái Lan thì chính phủ Thái Lan phải có trách nhiệm, bằng như đem số lượng phần trăm Phật giáo là số lượng lớn ở Thái Lan mà quy kết bằng câu như là người thờ Phật ở Thái Lan lại đưa thuyền ra để cướp hiếp người tị nạn là hơi vội vã, cả kết chắc. Tôi xin lặp lại là Quốc hội, Thủ tướng, quân đội, an ninh Thái Lan, bao hàm cả ý nghĩa vương quyền Thái Lan theo Phật, sau khi nhận được những tin tức cướp biển thì người ta đã có ra tay truy tầm và bài trừ, chứ không phải thờ ơ im lặng đâu. Người ta còn phải điều nghiên về chiến thuật chiến lược trong những phương cách bài trừ, chứ vội vã ồn ào khác với im lặng thì biết đâu chưa làm được gì, thì đối với những vụ việc tiếp theo bọn cướp sẽ rất có thể ra tay bịt đầu mối bằng cách cướp sạch, giết sạch, thì lấy đâu có những người sống sót để khi đặc nhiệm Thái Lan họ đến trại tị nạn chở đi làm nhân chứng nhận dạng những kẻ thủ ác như tôi đã nêu ra ở phần trước. Kính thưa tác giả Trần Trọng Sĩ, như đã chia sẻ, vì tôi là nhân chứng tại Thái Lan, biết được chính phủ sở tại họ có ra tay ngăn chặn, bài trừ, truy tầm, nã tróc bọn cướp biển, chứ không phải người thờ Phật ở Thái Lan lại đưa thuyền ra để cướp hiếp người tị nạn gì cả. Ở đâu cũng có người thiện kẻ ác, ở quốc nội xứ ta, cướp của giết người, buôn người qua biên giới đồng nghĩa với tổ chức vượt biên, tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài bất hợp pháp, tổ chức đánh bạc, đá gà, cá độ, mua bán, gian lận, lén lút, bán dâm, mua dâm, xâm hại trẻ vị thành niên v.v. đều là những thứ tội phạm bị luật pháp nghiêm cấm. Thế nhưng năm này qua thập niên nọ vẫn không bài trừ được như ý muốn, không thấy sao. Tôi đồng ý với tác giả Trần Trọng Sĩ rằng các nước Hồi giáo có những đạo luật rất khắc khe về luân lý, như là ném đá, về các thứ tội phạm dân sự lẫn hình sự, cho nên việc ăn trộm, bị chặt tay, cướp bóc, hãm hiếp, nhất là trẻ vị thành niên bị chung thân, tử hình có thể được giới hạn tối đa trong dân chúng
còn tự do, dễ dãi quá thì dễ sanh ra vô số tội. Tôi xin được kết thúc nội dung chia sẻ hôm nay là thế này. Chuyện cướp biển, hãm hiếp người Việt Nam vượt biên. Lúc đầu thì nước nào cũng sợ mang tiếng, cho nên đôi lúc họ im, để nghĩ rằng ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, thì có thể dễ hiểu. Thế nhưng khi có những bằng chứng nạn nhân khai báo đến cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, thì chính quyền nước ấy bắt buộc phải ra tay điều tra, nã tróc, truy tố và câu lưu. Chắc chắn Thái Lan đã có nằm trong trường hợp đó. Trân trọng kính chào và xin kính chúc Tổng soạn sách hiếm cùng tác giả Trần Trọng Sĩ mãi luôn khỏe mạnh. Ngày 24 tháng 8 năm 2020, ký tên Trần Quang Diệu. Giờ xin trở lại bài của Trần Trọng Sĩ đọc tiếp theo cái đoạn kế. Mặc dù bị cướp đất, cướp nước, cướp văn hóa, đánh mất cả truyền thống lẫn ngôn ngữ, thổ dân Mỹ, châu lại tự hồ rất vui vẻ với đời sống mới và văn hóa mới. Gần 5 thế kỷ trôi qua, văn minh Trung Nam Mỹ chính là văn minh Công giáo Roma tại Âu Châu được tái diễn. Mỗi lần giáo hoàng di giá sang Mỹ Châu Latin, từng bước chân của ông là từng khối đất biến thành vàng ròng. Nơi đây là sân khấu của giới tu sĩ cũ liên minh với bọn chinh tướng mới. Cả hai đều cần cây thánh giá là cầu nối của âm mưu và quyền lực cho việc thống trị và bóc lột các dân tộc bị trị. Thánh giá và lưỡi gươm là song kiếm hợp bích ngự trị thế giới từ thế kỷ thứ 15 đến nay, được linh mục Trần Tam Tĩnh dùng hình ảnh này để viết cuốn sử nổi danh Thập Giá và Lưỡi Gươm. Tuy hai mà một, tuy một mà hai, lưỡi gươm ẩn hình trong thập giá còn tàn ác và hiểm độc hơn lưỡi gươm lộ hình. Sự dễ dàng chinh phục và đồng hóa thổ dân được Alistair Hennessy ghi nhận như sau. Giai đoạn mở đầu cuộc trấn lột vàng bạc được tiếp nối bằng sự ổn định nhờ cuộc chinh phục sâu vào từng vùng của cuộc tái chinh phục Tây Ban Nha từ người Moors, quân đội của các chinh tướng, tổ chức, kỹ năng, quản lý ngoại giao, sự làm chủ thời gian và sức mạnh vượt trội về kỹ thuật đã giúp cho việc thống trị các xã hội người da đỏ bị phân mảnh một cách dễ dàng. Cần phải thêm vào đây tác động của bệnh tật, sự thành công của các nhà truyền giáo và sự xuất hiện của một giống người lai máu mới. Mặc dù các đế chế tập trung sống căn bản dựa vào kinh tế nông nghiệp như Aztec và Inca nhanh chóng rơi vào tay các chinh tướng và bọn phản quốc làm tay sai cho họ, thì những bộ lạc du mục sống bằng nghề săn bắn tập hợp trong rừng sâu vẫn không bị chinh phục trong thế kỷ. Đoạn này trích từ bản chất của cuộc chinh phục và những chinh tướng Alistair Hennessy. Hiệp ước Tordesilla cùng với sắc chỉ Inter Cetera do giáo hoàng Alexander VI ký năm 1493 đã chia đôi thế giới cho hai vương quốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào thế kỷ thứ 15 và 16, là hai quốc gia Kitô hàng đầu trong ngành hàng hải. Điều này phù hợp với Thánh Kinh cho rằng quả đất là tất cả những gì trên đó đều thuộc về Thiên Chúa. Kinh Thánh Psalm, người ta gọi là Thi Thiên 24 câu 1 tuyên bố rất rõ: mặt đất thuộc về Thiên Chúa và tất cả những gì nó chứa đựng. The earth is the Lord's and all it contains. Đại diện Thiên Chúa dưới trần muốn cho ai đất ở đâu là quyền của giáo hội, và người Công giáo Việt Nam cũng dùng tư duy này để cướp đất những chùa chiền Việt Nam, trong đó có đất chùa Báo Thiên, chùa Lá Vàng và vùng đất mà ngày nay tọa lạc ngôi Vương Cung Thánh Đường nhà thờ Đức Bà ở trung tâm Sài Gòn. Rất nhiều chùa chiền bị cướp, ở đây chỉ kể vài cái nổi danh nhất. Ngày nay, người Trung Quốc vẽ ra đường lưỡi bò chín đoạn để tuyên bố rằng Biển Đông là của người Trung Hoa, do ngày xưa Trịnh Hòa từng đi tàu qua các vùng này. Họ đã áp dụng chiến lược vơ vét học được từ Kinh Thánh. Rất tiếc cho Cộng sản Trung Quốc không có sự hỗ trợ của một cây thánh giá như cây thánh giá của người da trắng. Nếu không, không chừng ngay người Việt Nam đeo thánh giá cả trong và ngoài nước đều ủng hộ đường lưỡi bò này nếu nó bốc mùi thánh. Vào năm 1974, Hoa Kỳ phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa đi đêm bán đứng Biển Đông cho Mao Trạch Đông vì tầm nhìn của Nixon và Kissinger chưa thấy được mức độ nguy hiểm của con hổ Trung Hoa khi nó thức dậy. May mà đường lưỡi bò chín đoạn này chỉ nhằm chiếm Biển Đông, chứ nếu nó chiếm hết cả Thái Bình Dương và tuyên bố trái đất là sở hữu của thiên tử Trung Hoa, vì thế giới là một đóa hoa mà dân tộc Trung Quốc được Ngọc Hoàng Thượng Đế lựa chọn cho con một của Ngài xuống trần làm thiên tử cai quản ở trung tâm, có chủ quyền trên mọi dân tộc tứ phương, bao gồm mọi da trắng, mọi da đỏ, mọi Nam Man, mọi Bắc Di, mọi Tây Dịch.
thì người đeo thánh giá sẽ nghĩ sao? Lịch sử Trung Hoa cũng man rợ tàn ác không kể xiết, nhưng sự tàn ác nhất thế giới phải dành cho âm mưu bành trướng các thế lực liên minh ca tô giáo với các đế chế Âu Châu từ thế kỷ thứ tư cho đến ngày nay. Lần lượt trải qua 17 thế kỷ, có những đế quốc đã tàn lụi, có đế quốc đã biến mất trên bản đồ, có đế quốc bây giờ chỉ là một quốc gia nghèo đói như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Nhưng Công giáo Roma dù là đã bị đẩy ra khỏi sân chơi của Âu Châu, nó vẫn sừng sững mạnh như ngọn núi. Roma không bao giờ trung thành với ai. Nó thay đồng minh như gái giang hồ thay tình nhân. Nếu cần ngầm bắt tay với Hitler, giáo hoàng Pius XII chưa bao giờ ngần ngại. Nó cũng luôn thay đổi mặt nạ. Khi cần làm tướng cướp thì nó mặc áo của Kha Luân Bố. Khi cần làm nhà hiền triết, nó biết cách sửa soạn nhìn còn uy nghi hơn cả Aristotle, Platon. Nó có những tu sĩ mặc áo triết gia như Thomas d'Aquin, Augustine. Khi cần làm nhà từ thiện, nó vuốt mặt là thành mẹ Teresa, đại thiện nhân, chuyên bố thí giúp kẻ nghèo khó. Nhưng đặc biệt, Công giáo Roma không bao giờ đơn độc. Nó luôn đi trước hay sau một đế quốc làm chủ sân. Đoán thấy tình hình trong vài thập niên tới, Trung Quốc có thể sẽ thay Mỹ làm chủ sân, thì Vatican không ngần ngại, luôn mềm dẻo với Trung Quốc, cầu mong có sự kết hợp giữa hai cha con, Thiên Chủ và Thiên Tử. Bức hình trên có cái vẽ cây thánh giá màu bằng tro đó. Câu tiếng Anh có nghĩa là Kitô giáo không phải trở thành một cái tôn giáo lớn bằng cái phẩm chất của sự thật của nó, mà bằng cái số lượng bạo động của nó. Người vẽ bức tranh là Michael Sherlock. Còn bức tranh ở dưới là viết là năm 1933, ngày 20 tháng 7 ở tại Vatican, là đại diện của nước Đức là Von Papen và Hồng Y Pasolini, là sau này là giáo hoàng Pio XII, ký một hiệp định giữa nước Đức và giáo hội Công giáo. Tất cả các tôn giáo độc thần được tàn bạo bất chấp chiến tranh để thống trị, nhưng trong lịch sử nhân loại, tôn giáo độc thần bắt nô lệ người da đen, cướp nước, cướp đất, tiêu diệt toàn thể nhân loại cùng với nền văn minh của nó trên cả một châu lục rộng lớn như Mỹ Châu, thì chỉ có một, đó là Kitô giáo. Ta lại hỏi thử xem, cùng là người với nhau, các vua chúa thế tục dù rất tàn ác, nhưng họ chỉ giết đối thủ có nguy hại đến vương quyền của họ mà thôi, tuyệt đối tránh sự lạm sát dân lành vô tội. Sao Kitô giáo lại có thể làm cỏ tất cả, bất chấp người dân có sức phản kháng hay không, như trường hợp người thổ dân Mỹ sau khi họ cùng nhau ra sức cứu trợ cho Kha Luân Bố khi ông bị đắm thuyền. Cuốn The God Dilemma, Believe or Not to Believe, Bế tắc của Thiên Chúa, tin hay không tin, tác giả V.C. Thomas đã đặt ra nghi vấn về niềm tin vào Thiên Chúa và cho ta câu trả lời. Gần như toàn bộ Kinh Thánh đều dạy sự chém giết, tàn sát và diệt chủng chỉ vì khác biệt văn hóa và tôn giáo, như khi người Đan đánh và tiêu diệt người La-ít, mặc dù họ sống an lành, không chống cự. Và đây là đoạn kinh mà V.C. Thomas trích dẫn để dẫn chứng cho các luận cứ của mình. Vậy người Đan tiếp tục lên đường, còn Mica khi thấy họ mạnh hơn ông lại quay trở về nhà. Rồi người Đan lấy những gì Mica đã có, luôn cả thầy tế lễ của ông, và tiến đến La-ít hãm đánh một dân sống an lành và không phòng bị. Họ dùng gươm đánh giết dân ấy và phóng hỏa đốt thành, chẳng có ai đến tiếp cứu dân ấy vì họ sống cách xa Sidon và vì họ cũng không giao thiệp với ai. Thành ấy nằm trong thung lũng gần Beth-re-hob. Người Đan xây lại thành và định cư ở đó. Họ đặt tên thành ấy là Đan, theo tên của người con trai Israel, tộc trưởng của họ, mặc dù thành ấy vốn được gọi là La-ít. Trích lại bản dịch từ Kinh Thánh Việt Nam. Văn chương khuyến khích giết chóc rất thường thấy trong Thánh Kinh. Nó cho phép tàn sát ngay cả kẻ chưa từng cầm vũ khí như đàn bà trẻ con, điều mà toàn bộ văn hóa thế giới không ai dám chấp nhận. Đoạn văn trên trong Thánh Kinh cho thấy một khung cảnh không gì khác lúc quân của Kha Luân Bố đến Mỹ Châu tàn sát để cướp vàng bạc, sau đó cướp nước và diệt chủng. Theo tôi, sau đây là những nguyên nhân văn hóa quan trọng nhất, trực tiếp hay gián tiếp,
khiến cho Kitô giáo là nguồn gốc của những tội ác diệt chủng liên tục xảy ra trên thế giới, đặc biệt là vào thời đại Kha Luân Bố. Số 1 La Mã, xem người da màu là súc vật. Các sử gia đều gần như nhất quán cho rằng lịch sử của con người là lịch sử của sự phát triển dựa trên luật đào thải, rất giống với luật tiến hóa của Darwin. Chính thiên nhiên chọn lựa để cho phép ai sống còn. Kẻ sống còn là kẻ có thể sinh tồn và duy trì được sự phát triển của mẫu giống mạnh nhất. Tần Thủy Hoàng, thôn tính lục quốc, mới có một nước Trung Quốc thống nhất tồn tại và hùng mạnh cho đến ngày nay. Đinh Bộ Lĩnh dẹp tan 12 sứ quân mới có một nước Việt thống nhất đủ sức đương đầu với đế quốc phương Bắc. Người da đỏ phải nhường chỗ cho văn minh da trắng mới có được bước tiến vĩ đại của nhân loại, mà đặc biệt là những bước tiến vĩ đại của Hoa Kỳ. Cái nhìn ấy được cay đắng đưa ra qua tiêu đề của cuốn Cultural Anthropology, Global Forces, Local Lives của tác giả The Jack David Eller. Dưới đây là đoạn văn được trích dẫn từ sách đó, cho thấy vào thời của Kha Luân Bố, người da trắng theo Kitô giáo không xem người da màu là đồng chủng với mình. Người da trắng đặt câu hỏi về người da màu như thế nào? Xin mở ngoặc, những dân tộc này là ai? Làm sao mà họ có thể hiện hữu ở đó? Kỳ thực thì họ có phải là người hay không? Họ có là hậu duệ của Adam và Eva như người Kitô giáo Tây Phương và được cho là loài người hay không? Nghi vấn về nhân chủng của người da đỏ là một đề tài hoàn toàn nghiêm trọng. Hàng thập kỷ sau khi Kha Luân Bố đến Mỹ Châu, giáo hội Công giáo Roma vẫn tranh luận về xuất xứ của những người bản địa. Lập trường bảo thủ thì cho rằng người dân bản địa không có linh hồn và vì vậy họ không phải là con người. Nếu điều này là đúng thì họ được xếp hạng và được đối xử như súc vật, cũng được cho là không có linh hồn, có thể bị săn lùng, bị di chuyển, bị bắt, nô lệ hay bị giết theo sở thích của những người chinh phục. Lập trường tự do được Bartolome de la Casa lãnh đạo thì cho rằng họ có linh hồn, do vậy đáng được đối xử nhân đạo theo cung cách Kitô. Họ không thể bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ một cách tàn ác, tuy nhiên họ cũng không nên bị bỏ rơi. Linh hồn làm người của họ cần được cứu rỗi và họ cần có cũng như xứng đáng hưởng thụ một văn hóa chân thực và một tôn giáo chân thực. Cuối cùng, vào năm 1537, thì giáo hội đưa ra một giáo luật thừa nhận người da đỏ là loài người và ra lệnh họ cần được đối xử một cách nhân văn. Tuy nhiên, điều này không ngăn chặn được sự tàn sát và lạm dụng vốn đã ăn sâu vào những nhà hành chánh, những giáo sĩ thừa sai, binh sĩ, thương gia và các địa chủ. Đoạn văn trên cho chúng ta hai hình ảnh. Một, khi xem người bản địa là súc vật, họ giết không thương xót, giết để chiếm đất theo chính sách Encomienda được vua Tây Ban Nha chủ trương, cho phép cướp đất, cướp nước, ai cướp được đâu thì được chỉ định ban thưởng ở đó. Người bản địa và đất đai chiếm đóng thuộc sở hữu các chinh tướng, nên sự chiếm đoạt, tàn sát cũng như quá trình bắt nô lệ diễn ra không có mảy may sự tham dự nào của lương tâm cánh rứt. Đặc biệt, họ tin rằng đang thực hiện sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó, cây thập giá nhờ đó mà được cài cắm theo bước chân của đoàn quân cướp giết trên những vùng đất thu hoạch. Tại đây, người da trắng áp dụng chính sách lưỡi gươm trong tia nhìn của Linh Mục Trần Tam Tỉnh. Thứ hai, khi ra sắc luật công nhận người bản địa da đỏ là người, thì giáo hội lại nói thêm rằng không những không được giết và bắt làm nô lệ mà còn không được bỏ rơi họ. Họ cần có sự cứu rỗi. Đây là sự biến hình của lòng tham được ngụy tạo và che đậy bằng động từ cứu rỗi mà người Kitô giáo nhân danh Chúa của họ để áp đặt lên đời sống đang tràn đầy hạnh phúc của thổ dân. Sau khi cây thập ác đến Mỹ Châu, nó đã biến châu lục này thành biển máu tràn ngập thống khổ, e rằng còn tồi tệ hơn hình ảnh hỏa ngục mà giáo lý Thiên Chúa giáo thường đưa ra để răn đe tín đồ. Bằng vào sự cứu rỗi và tính nhân đạo của văn minh da trắng bề trên, người Âu Châu có lý do để cứu rỗi và thương yêu những nô lệ trên vùng đất chiếm đóng mà lương tâm khỏi phải chất vấn. Tại đây, người da trắng áp dụng chính sách thập giá trong tia nhìn của Linh Mục Trần Tam Tỉnh. Xin xem tiếp phần sau.